máy 70 đang đi xuống đồng luôn em ơi, ở đây nhiều máy lắm. Leo cái đê này quá cao anh em ơi. Ôi ôi nó đứng kìa. Vừa lái vừa nghe điện thoại luôn. Máy kéo cũng tiếp tục đi xuống luôn anh em ạ. Đang chạy bộ vô đồng này. Qua các anh em ơi, bữa nay anh em ra đồng vị trí kinh dụng miền Tây của mình ha. Máy này chạy dữ lắm anh em. Máy vừa mở vạc vòng đầu anh em ơi. Miếng đất này nào nghe nó cũng có lúng nè. Ôi ôi. Máy này chạy quá nhanh anh em. Tôi bự rồi. Hết hồn không? Cái vàng xa nó bự lế lệ luôn anh em kìa, hết hồng không. Máy này chạy quá hấp dẫn luôn. Đúng rồi, máy này nó chạy quá nhanh luôn. Ở đây thì ở xã Âu Lâm, huyện Chi Tôn, An Giang anh em ơi.
hết hồn nó chạy không. Chạy tốc độ luôn, qua dữ nó chạy à. Trên bờ cũng có mấy cái máy trên bờ cũng chuẩn bị xuống đồng luôn nè, mà ở đây cắt cũng nhiều máy đó. Cái lượng rơm nó ra khủng khiếp không.